Các bạn đang nghe nhạc tại YouTube Nhạc Sàn Tổng Hợp. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Anh em mình là cái gì đây? Yeah, anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Yeah, anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy? What? Anh em mình là lũ mất dậy. Yeah, cả anh về với chúng là tổ lái. Từ mình chỉ có việc mà bỏ xe. Cầm đồ trên tay anh em còn đang gọi. Về mẹ còn phải đi cứu giúp bạn bè. Bên em nắng rồi, bên anh thì vẫn mưa. Em thương ai rồi, còn anh thì vẫn chưa. Con trai chỉ sợ làm cho nước mắt mẹ rơi. Còn nó thích lúc nào thì cũng có thể ăn chơi. Chắc con về anh là chàng tỷ phú. Thì con lũ anh là chú xe ôm. Yêu em không phải để lên giường. Yêu em là để đến vừa mà kết hôn. Con trai nợ cho một sự nghiệp. Con trai đang đôi mẹ một nàng dâu. Như thằng khởi Phật mà tâm là xúc Phật. Nếu mà tay của Phật là bạn Phật để phải cúi đầu. Vinagang, 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 Vinagang. Anh em mình là cái gì đây? Yeah, anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Yeah, anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy? Anh em mình là lũ mất dậy. Yeah, Vinagang, 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 Vinagang. Chandram Bandram, Chandram Rambra, Chandram Bandram. anh sao xuyên, nào hãy biết rằng anh đã yêu. nhiên anh không phải nèm tai. Cuộc đời